Xin chào tất cả các bác và các anh em. Đây là chiếc vang của chị em Hà Nội gửi đến Ngân Trình kèm theo cái bộ mic bài ơ mà cũng đã độ côn. Thì chiếc vang số này của chị em này thì cũng nằm trong một cái bộ dàn là cũng khá là chất lượng với những cái thiết bị mà cũng khá là tốt. Thế nhưng cái việc căn chỉnh ở chiếc vang số này thì em đã chia sẻ rồi. Vấn đề căn chỉnh của chiếc vang số nó chưa hay, cho nên rằng là khi mà sử dụng thì các anh em khó lòng ưng ý. Thì trên chiếc vang số này thì em có làm cho chị em này là với 6 chế độ, trong đó các chế độ như sáng tiếng, tối tiếng, dì vọt, nhiều dì vọt, gieo mic định giọng và dễ hát. Thì bây giờ em sẽ hát thử một cái bài hát vừa là ngâm thơ vừa là hát luôn, vừa để test chất nhạc, chất mic và chất effect khi mà căn chỉnh vang số cho các anh em xem như thế nào. Thì bây giờ sẽ hát thử một cái bài vừa ngâm thơ vừa hát này. Hai ba năm một hai.
Và chú em này có nói chuyện rằng là cô con gái ấy, là cô thích hát một cái chất âm mà nó ít vang nhại và nó nhiều dì vợt. Thì đây là làm một chế độ nhiều dì vợt cho cô con gái của chú em này. Đây là chế độ nhiều dì vợt này. Em hát đoạn 2 ở chế độ nhiều dì vợt luôn nhá. Hát đoạn 2 ở chế độ nhiều dì vợt luôn. Ở đoạn 1 thì hát chế độ là chế độ sáng tiếng này. Bởi chú này là sử dụng một cái hệ thống thanh cũng tương đối tốt đấy. Thấy rằng là đây là E cho A nhá, E cho A này, E cho B này, dì vợt này, và đây là phần mên này, một chế độ, đây là chế độ nhiều dì vợt này, 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 1 2. Còn đây là chế độ dì vợt 100% này, thử chế độ dì vợt 100% luôn này, đây là chế độ dì vợt 100%. Thì cô con gái này có thể hát ở chế độ, nếu giọng hát tốt thì hát chế độ này cũng khá hay mà. Đây chế độ dì vợt 100%. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 9, 1, 2, 6, 9. Thì trước khi gửi chiếc con số này về cho chúng em Hà Nội này sử dụng thì em cũng test thử phần nhạc, phần mic và phần hát xem như thế nào. Để cho chúng em có thể là... cảm thấy là yên tâm khi mà đã gửi vang số đến cho em quan trình.